Em chào cả nhà nhé. Phiên trưa của ngày 28 tháng 11 năm 2022, em sẽ lên chia sẻ những cái mặt hàng như là đa châu Thái, hàng cây to, cây nhỏ, hàng kg, Denso, Denso chớp, hồ điệp băng băng và một số những cái mặt hàng khác như là địa lan hoa tết ạ, cát, trầm rồng đỏ, phi điệp vùng miền. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vừa lan là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Mở đầu cái phiên ngày hôm nay thì em có một cái giò đai châu màu đỏ đốm, sẽ lên chia sẻ cùng cả nhà. Nguyên một cái bụi này là được tất cả là 4 cây nhé. Bố, mẹ và hai con ấy ạ. Cây nào cũng đều đang có nụ rồi này. To cực kỳ luôn. Hàng này vì là trong cái quá trình vận chuyển về thì lá nó hơi bị lỗ một tẹo. Đây tình trạng lá đây mọi người này. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm đến cái em này này thì mọi người có thể kết nối trực tiếp vào Zalo, số điện thoại em ghi mà trên màn hình nhá. Em sẽ quay và chụp báo giá chi tiết cho mọi người. Mặt hoa của nó đây cả nhà này. Màu này cực kỳ đẹp luôn nhá, màu đỏ đốm ạ. Cái màu này nó sáng nhá, chứ không phải là cái màu xỉn xỉn đâu. Đẹp vô cùng đẹp luôn. Đây còn tiếp theo sau đây thì em sẽ đi lên báo giá chi tiết từng cái mặt hàng một nhá. Em thanh lý cái lô hồ điệp 2.8 của nhà em nhá. Hàng thì lá nó hơi bị lỗ một tẹo. Hiện tại bây giờ nó đang có cả hoa lẫn nụ này. Nên em thanh lý cho các bác một combo 7 cốc như thế này với giá là 300.000 em bao ship nhá. Rẻ cực kỳ luôn rồi đấy ạ. Đây. Hàng đang có lẫn cả hoa lẫn nụ nha các bác nhá, mặt bông của nó đây này. Đây này. Màu thì nó cũng gần giống nhau đây, tình trạng lá nhá. Có cây là bị cắt lá này. Hoặc là bị sứt một tí như thế này này. Hàng lỗi lá nhá mọi người nhá. Hàng lỗi lá cho nên em mới xả cái giá đó nhá. 300.000 một combo 7 chậu. Em bao ship đến tận tay cho các bác. Và hiện tại bây giờ là hàng một cốc của nó là nó có lẫn cả hoa lẫn nụ rồi. Nhưng mà cái dòng hồ điệp này các bác chơi thì biết rồi. Hoa của nó cực kỳ bền nhá. Các bác chơi 3-4 tháng là bình thường. Bông đẹp cực kỳ luôn. Một combo 7 cốc này về các bác ghép là được một chậu tương đối to rồi đấy ạ. Mít xếp hồng cánh sen, hàng ra hoa chuẩn Tết đây ạ. Các bác ơi nhìn cây đẹp chưa. Hồng cánh sen này nó là cái dòng bông bắp nhá. Hoa siêu thơm, cực kỳ là bền bông luôn ạ. Hiện tại bây giờ là hàng 100% cây nào cũng đều đang có nụ hết rồi. Và trung bình một cây này thì nó cứ dao động 6-7 cặp lá nhá. Hàng em bao đẹp bao lôi lá cho các bác này. Một cây này thì hôm nay sẽ chia sẻ đến các bác giá là 370.000 cho một cây. Các bác lấy một cây thì phí ship là 30.000 nhá. Lấy từ 2 cây trở lên thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho mọi người ạ. Đây. Chuẩn xịn mặt bông hồng gánh sen nhá. Em bảo hành mặt hoa cho các bác luôn nhá. Này mọi người nhìn cây đẹp chưa này. Xuất sắc luôn ý. Hàng lá xếp nhá. Cây to đẹp. Mịn màng luôn. Denso lá mít đồng xu. Cái dòng này nó là cái dòng lan cho hoa quanh năm. Hôm nay chỉ với 300.000 là các bác đã sở hữu được 5 chậu Denso 5 màu hoa nhá. Và cái giá này là em bao ship đến tận tay các bác luôn đấy ạ. Ở đây thì em có tất cả là 5 màu hoa của Denso. Màu thứ nhất này, chớp vàng đỏ này. Màu này cực kỳ là đẹp luôn. Màu thứ hai là chớp bịp nhá. Cái màu này thì cái bông hoa của nó gần giống như cái bông hoa phượng của mình ạ. Màu thứ ba là màu vàng lưỡi đỏ. Màu thứ tư là màu vàng tia. Màu cuối là màu xanh cốm nhá. Đối với cái dòng Denso này thì em có 3 lưu ý nho nhỏ với các bác. Thứ nhất là cái số lượng thân. Nó sẽ phụ thuộc vào màu hoa. Có những cái màu hoa thì thân nhiều, có những màu hoa thì thân ít. Và thứ hai là cái dòng Denso này lá của nó rất là giòn. Cho nên là nó sẽ không tránh khỏi là có một vài cái lá nó sẽ hơi bị gãy như thế này này. Hoặc là nứt một tẹo nhá. Và thứ ba đúng không? Là hiện tại bây giờ như các bác thấy là có một số chậu là nó đã bật nụ lên rồi. Còn một số chậu là nó đang sưng nụ nhá. Nhưng mà cái hàng này thì em đảm bảo cho mọi người là 100% nó sẽ cho hoa. Và hoa nó sẽ ra quanh năm. Mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài khoảng tầm trên một tháng nhá.
Này, các bác nhìn cho em này. Thân mập nhá. Thân nó béo dã man luôn ạ. Lá mít đồng xu này, tròn xoe luôn. Đó. 300.000 một combo 5 chậu, bao ship đến tận tay các bác nhá. Băng băng ngàn hoa hàng siêu to khổng lồ này. Cái băng băng ngàn hoa này thì một cốc của nó chỉ được một ngồng hoa thôi. Nhưng mà cái dòng này này, nó rất là ấn tượng từ cái lá trở đi nhá. Em chưa nói đến hoa. Ấn tượng từ cái lá luôn ạ. Nhìn cái lá của nó nhá, như kiểu là cái tai voi ấy các bác. Còn đây mặt bông của băng băng ngàn hoa đây ạ. Siêu siêu đẹp luôn nhá. Cái băng băng ngàn hoa này thì em bán một combo 3 cốc với giá là 380.000 em bao ship nhá. 3 cốc 380.000 em bao ship. Và băng băng ngàn hoa này chỉ có duy nhất một mặt hoa thôi. Mặt bông của nó này, nét căng như tranh vẽ luôn các bác nhá. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Cái dòng băng băng ngàn hoa này thì vòi của nó rất là dài. Và nó nhiều hoa nhá. Nó sai hoa cực kỳ cho nên nó mới có cái tên là băng băng ngàn hoa. Đây. Một cốc có một ngồng này. Và đối với cái giống băng băng này thì vẫn chỉ có một lưu ý thôi. Là cái lá của nó nhá. Cái lá của nó ạ. Mọi người mua bất kể ở nhà nào cũng vậy, shop nào cũng vậy, thì là 100% cái lá nào ở đầu lá nó cũng sẽ hơi bị rách rách một chút như thế này. Vì là cái dòng này là cái đặc tính của nó là cái lá của nó rất là dày, giòn, dễ vỡ. Cho nên là vận chuyển về hiện tại đây này các bác này, nó sẽ bao giờ một cây của nó, một chậu của nó cũng sẽ có từ 1 đến 2 cái vết như thế. Gọi là cái lỗi đấy là lỗi không đáng kể các bác nhá. Nên là cũng rất là mong các bác thông cảm. Hồ điệp đại hoa phân nhánh của nhà em, hôm nay em về được cái cốc này, nó là loại 3 ngồng hoa các bác nhá. Hàng siêu đẹp luôn ạ. Đây mọi người nhìn cho em này. Một cốc sẽ được 3 ngồng. Ngồng ngắn, ngồng dài xen kẽ. Hàng đẹp từ lá cho đến hoa này. Dòng hoa phân nhánh nhá. Mấy nữa nó sẽ ra rất là nhiều tai hoa luôn. Đó. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 4 cốc hồ điệp như thế này với giá là 380.000. Em bao ship cho cả nhà nhá. Và hồ điệp hôm nay thì em có tất cả là 5 màu hoa. Màu thứ nhất này là màu xanh blue này. Màu này nhìn nó rất là thời thượng luôn, lạ. Màu thứ hai là màu đỏ nhá. Màu này là màu đỏ ớt. Màu thứ ba là màu trắng ngọc trai. Màu thứ tư là màu tím, tím khoai môn ạ. Và màu cuối cùng nó là màu vàng. Vàng này là vàng kim cương các bác nhá. Hoặc là có thể gọi là màu đổi màu. Hồ điệp đổi màu. Vì là khi mà cái bông nó vừa mới nở ra thì nó sẽ là màu xanh gốm. Mình chơi một thời gian thì nó sẽ chuyển sang cái màu vàng kim cương này nhá. Và đối với cái hồ điệp ngày hôm nay thì em có lưu ý nho nhỏ với các bác. Có nghĩa là ngồng hoa thì nó còn phụ thuộc vào cái màu hoa nữa nhá. Ở đây hôm nay thì em có một cái loại nó là cái màu xanh blue ấy ạ. Thì nó là cái loại ngồng dài như thế này nhá. Xanh và lu này. Nó là cái loại ngồng dài như thế này. Còn bốn cái màu kia thì nó là cái ngồng ngắn nhá. Nên là khi mà các bác nhận hàng, em cũng lưu ý luôn cho mọi người để mọi người đỡ thắc mắc nhá. Riêng có cái màu xanh và lu ấy ạ, thì nó là cái hàng ngồng dài. Còn bốn màu còn lại nó là hàng ngồng ngắn như thế này. Và mỗi một chậu một cốc này, nó sẽ được 3 ngồng hoa nhá. Trà tứ quý hoa đỏ cánh kép. Cái dòng này thì nó ra quanh năm đi ạ. Đây là mặt bông thực tế của nó luôn nhá. Bông đẹp vô cùng luôn ạ. Và hàng này của nhà em hiện tại bây giờ nó đang chi chít nụ luôn. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một cái cây trà tứ quý như này với giá là 450.000 nhá. Đây cả nhà ơi. Nụ này. Nhiều nụ cực kỳ luôn ạ. Cái này thì các bác chơi test thoải mái luôn. Mà đặc biệt là cái dòng này thì nó ra canh năm nhá. Đây này. Hoa đây này. Đang bắt đầu hé hé ra rồi. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn nhá. 450.000 một cây cả nhà nhá. Đây em sẽ cho mọi người xem lại cái mặt bông của nó. Đẹp chưa các bác? Yêu cực kỳ luôn ạ. Mà cái dòng này thì hoa của nó rất là bền. Lâu tàn nhá. Đây là cái lô phi điệp vùng miền của nhà em này. Và mặt hoa yêu thôi. Đẹp vô cùng luôn. Hàng hiện tại bây giờ là nó đã thắt ngọn và đang xuất hiện cái tình trạng vàng lá để xuống lá trở hoa rồi nhá. Lia qua cho các bác xem một số cái mặt hoa của nó này. 5 cánh trắng lưỡi đỏ này.
bệt này. Rồi, nét căng luôn, bông đẹp cực kỳ các bác nhá. Nù, nù tam bố này, ta ly lưỡi đỏ này. Đấy, toàn là những cái mặt bông nổi tiếng đẹp cực kỳ luôn. Đây, chậu đây. Chậu này thì nó cực kỳ nhiều thân luôn nhá. Thân ngắn, thân dài, xen kẽ. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 4 chậu phi điệp này với giá là 270.000. 270.000 4 chậu các bác nhá. Đấy. Nhiều thân vô cùng luôn. Hàng này về bây giờ là mọi người cắt nước rồi. Cắt nước rồi nha các bác nhá. Để cho nó ra hoa đúng cái dịp mà Tết đến xuân về cho mình chơi hoa cho nó đẹp may mắn. Đây này các bác này. À, em lưu ý với các bác một xíu này. Khi mà mọi người nhận hàng nhá, thì các bác sẽ nhìn thấy ở cái phần gốc này. Em sẽ bịt giấy và dính băng dính nhá. Nên là khi mà các bác bóc ra ấy, các bác lấy kéo cho em. Các bác cắt nhẹ nó ra chứ đừng có mà cầm cả cục xong rồi giật lên là nó sẽ bật hết cái rễ lên nhá. Hàng này nó là cái hàng ươm ki này. Đó. Phi điệp vùng miền mặt hoa sổ các bác nhá. Trầm rồng đỏ hàng hoa chuẩn Tết cả nhà nhá. Đây như các bác theo dõi này. Hiện tại bây giờ là nó đang bắt đầu nó xuất hiện cái tình trạng vàng lá để xuống lá rồi. Có một số chậu này là nó đã chút hết lá rồi nhá. Nên là về bây giờ mọi người chăm sóc hàng ngày thì các bác chỉ một tuần các bác chỉ tưới nhẹ vào phần gốc cho em một chút nước thôi. Tuyệt đối là không được tưới vào phần thân này. Tưới vào phần thân là nó sẽ ra ki chứ nó không ra hoa đâu nhá. Trầm rồng đỏ thì nó chỉ có duy nhất một mặt hoa thôi, là màu tím đỏ này. Cực kỳ thơm và rất là bền hoa. Cái độ bền của hoa thì nó còn phụ thuộc vào khí hậu thời tiết thì các bác nhá. Mà mỗi một đợt hoa thì nó sẽ kéo dài trong khoảng tầm 35 đến 45 ngày. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 4 chậu trầm rồng đỏ như thế này với giá là 290.000. Em bao ship cho cả nhà. Một chậu thì nó cứ dao động khoảng tầm 2 thân. 2 đến 3 4 thân một chậu nhá. Có chậu được 2 thân thì thân nó tương đối là mập và đều. Chậu 3 4 thân thì nó sẽ có 1 2 thân nó nhỏ như thế này này. Nó như kiểu là những cái thân con nó đang phát triển lên đấy các bác. Nên là mọi người muốn lấy chậu mấy thân thì khi đặt hàng các bác cứ nói rõ cho em sẽ nhặt cho mọi người nhé.